World Cup 2022 đang đến rất gần và giải đấu đã xác định được 32 đội bóng từ khắp các châu lục về tề tựu tại Qatar tranh tài cuối năm nay. Đây sẽ là một kỳ World Cup đặc biệt, xen lẫn giữa những lần đầu bỡ ngỡ và những lần cuối đầy hoài niệm. Những lần đầu tiên và lần cuối sẽ đều được Tuyền Văn Hóa Stadium nhắc đến trong số trước mà các bạn có thể tìm xem lại. Chúng ta đã có những phấn khởi nhưng cũng sẽ có đầy tiếc nuối. Trong đó, hai siêu sao lớn nhất bóng đá đương thời, những con người vĩ đại bậc nhất làng túc cầu, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhiều khả năng sẽ có kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Nhưng ít ra, họ cũng còn có tấm vé để đặt chân đến xứ Trung Đông vào cuối năm nay. Nhìn sang châu Phi, át hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết được ngày hội bóng đá năm nay sẽ không có sự góp mặt của một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới, Mohamed Salah. Đội tuyển Ai Cập của tiền đạo đá khóa Liverpool đã bị loại đầy tức tưởi trong trận playoff tranh vé dự World Cup khu vực châu Phi sau khi phải hứng chịu các chiêu trò khủng bố mà các cổ động viên Senegal gây ra. Sự nghiệp dư lại một lần nữa bộc lộ trên lục địa đen, bất chấp việc họ ngày càng có nhiều cầu thủ xuất chúng. Cay đắng hơn cả, chính Salah là người sút hỏng quả 11m đầu tiên, mở màn loạt đá luân lưu thảm họa của người Ai Cập. Trong số 4 cầu thủ của xứ Pharaoh bước lên, chỉ có duy nhất Ansulaya là người thực hiện thành công lượt đá của mình. Ai Cập đã phải ngậm ngùi nhìn đại kình địch Senegal đoạt lấy tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay trước mắt. Salah đã tung hoành ngang dọc Premier League suốt 5 năm nay, trừng phạt không biết bao nhiêu hàng thủ. Nhưng giờ đây, anh lại ngậm ngùi nhìn đội bóng quê hương lỡ hẹn với kỳ World Cup trên đất Qatar, giải đấu mà hàng triệu triệu người mong mỏi. Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Salah và các đồng đội trong trận đấu đẫm nước mắt ngày hôm đó? Nào quý vị, hãy subscribe kênh, bấm rung chuông và like các sản phẩm của Tuyền Văn Hóa Stadium để cùng chúng tôi đến với câu chuyện hấp dẫn nhất ngày hôm nay. Nguyên nhân Mohamed Salah lỡ vận với kỳ World Cup năm nay nhỉ? Đầu tiên, chúng ta hãy xoay ngược về khoảng thời gian cách trận playoff gần 2 tháng, khi Mohamed Salah cay đắng rơi nước mắt đứng nhìn người đồng đội tại Liverpool là Sadio Mane giành chức vô địch châu Phi. Số phận đưa đẩy khiến hai cầu thủ này phải đối đầu trong trận đấu sinh tử tranh vé dự World Cup 2022. Ở lượt đi, Salah cùng các đồng đội đã giành chiến thắng 1-0 và chiếm giữ lợi thế quan trọng. Đội tuyển Ai Cập lúc này chỉ cần hòa ở trong trận lượt về trên sân Senegal là có thể hiên ngang giành vé vào ngày hội bóng đá trên đất Qatar. Tuy nhiên, họ lại để thủng lưới ngay ở phút thứ tư sau pha phá lưới nhà của tiền vệ Hamdi Fathi. Nhưng đây cũng có thể coi là của thiên trả địa, bởi chiến thắng của Ai Cập trong trận lượt đi cũng đến từ một pha phản lưới của đội khách. Có được bàn dẫn trước, tuyển Senegal như được tiếp sức từ bầu không khí cuồng nhiệt mà hàng vạn cổ động viên nhà tạo ra. Sadio Mane cùng các đồng đội tạo ra thế trận lấn lướt suốt 120 phút, dứt điểm đến 25 lần, gấp 5 lần so với Ai Cập, nhưng chỉ một trong số đó trở thành bàn thắng. Ở bên kia chiến tuyến, các Pharaoh phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà. Trong ngày Mohamed Salah bị phong tỏa, đội khách phải chờ đến 20 phút cuối trận mới có thể tiếp cận khung thành Senegal. Cầu thủ vào sân thành người Zico khuấy đảo hàng thủ áo trắng và có 2 lần dứt điểm trong vòng cấm. Thủ thành Edouard Mandi đã bó tay, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau 2 pha thoát thua, Senegal có hàng loạt cơ hội ngon ăn để kết liễu đối thủ trong 10 phút cuối trận và 30 phút của hiệp phụ. Salah suýt chút nữa trở thành tội đồ của chủ nhà khi anh bỏ lỡ 2 cơ hội đối mặt thủ môn ở các phút thứ 82 và 95. Kết thúc trận đấu, hai đội đành chấp nhận tổng tỷ số hòa 1-1 sau 2 lượt trận và một lần nữa phải quyết định thắng thua trên chấm 11m. Và như một định mệnh nghiệt ngã kéo dài từ chung kết CAN 2021, các Pharaoh lại một lần nữa gục ngã trước chú sư tử vùng Teranga. Lần này, huấn luyện viên Carlos Queiroz quyết định để Mohamed Salah đá luân lưu đầu tiên. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã rút kinh nghiệm từ trận chung kết CAN 2021 khi tiền đạo người Ai Cập không có cơ hội giúp đồng đội chiến thắng. Tuy nhiên, cầu thủ đang thi đấu cho Liverpool đã không vượt qua được áp lực ở thời điểm then chốt nhất. Salah sút hỏng quả luân lưu của mình khi dứt điểm cực mạnh đưa bóng lên trời. Trong khi đó, thủ thành En Shaarawy của Ai Cập đã kịp sửa sai cho người đồng đội khi cản phá được 2 pha sút luân lưu đầu tiên của Senegal, dù bị các cổ động viên đối thủ chiếu tia laser vào mắt. Đáng tiếc là cầu thủ thực hiện luân lưu thứ 2 của Ai Cập là Zico cũng sút hỏng đốt. Tỷ số sau loạt sút thứ 3 là 1-1, nhưng Mustapha Mohamed của Ai Cập lại sút hỏng quả luân lưu thứ 4, trong khi Dieng của Senegal thực hiện thành công. Sadio Mane là người được giao trọng trách sút quả luân lưu cuối cùng và tiền đạo này thêm một lần nữa sắm vai người hùng của Senegal. Salah một lần nữa ôm hận trước người đồng đội Mane, nhưng mọi chuyện còn cay đắng hơn khi thất bại khiến đội tuyển Ai Cập phải bất đắc dĩ làm khán giả của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần trước, Salah có quyền tiếc nuối, nhưng lần này có lẽ là không. Cổ động viên Senegal đúng là khiếm nhã khi cố tình chiếu đèn laser liên tục vào cầu thủ này trước khi sút bóng. Tuy nhiên, Salah phải giữ được sự bình tĩnh và sắm vai đầu tàu cho các đồng đội ở thời điểm gian nan ấy. Đáng tiếc là tiền đạo người Ai Cập chưa thể làm được điều đó. Cần phải nhấn mạnh rằng, không chỉ riêng Salah
mà mọi cầu thủ Ai Cập tham gia vào loạt sút luân lưu cũng bị chiếu laser vào mặt. Điều tương tự cũng xảy ra với cả En Sanawi. Thủ môn của đội tuyển Ai Cập thậm chí còn bị đèn laser quấy rầy trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhất là những khi đội tuyển Senegal tổ chức tấn công. Mặc dù vậy, Sanawi vẫn có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Đáng kể là hai tình huống anh giành chiến thắng khi đối mặt với Ismail Assar. Đó là bản lĩnh của ngôi sao thực thụ. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đây là một hành động phi thể thao đáng bị lên án của các cổ động viên Senegal. Người xem truyền hình đã được chứng kiến một khung cảnh tệ hại, thể hiện đúng bản chất vô tổ chức của bóng đá châu Phi. Bất cứ khi nào cầu thủ Ai Cập cầm bóng, hàng trăm chiếc bút laser sẽ chiếu thẳng vào mặt họ. Khi Salah và các đồng đội bước lên chấm 11m, con số này là hàng nghìn. Gương mặt của Salah gần như bị bao phủ vì ánh đèn của laser. Tiền đạo của Liverpool và các đồng đội khó giữ được thước ngắm chính xác trong hoàn cảnh đó. Trước trận đấu, nhiều cổ động viên Senegal quá khích đá cậy và sau đó đập vỡ một góc của cửa kính xe bus chờ đội Ai Cập. Sự quá khích đó còn tiếp tục được thể hiện sau trận đấu khi họ tràn vào sân, không chỉ ăn mừng mà còn gây hấn với bên thua trận. Salah đã phải nhờ vào các bảo vệ đưa ra khỏi sân trong lúc bị cổ động viên Senegal ném chai lọ vào đầu. Nhưng các đồng đội của anh không có cái may mắn được sở hữu đội hộ tống riêng như thế. Nhưng cũng cần nói thêm rằng, ở trận lượt đi, các cầu thủ Senegal cũng là nạn nhân của laser chiếu từ các cổ động viên Ai Cập trong các tình huống bóng cố định. Do đó, đây có vẻ như là sự trả đũa từ phía cổ động viên Senegal và được an ninh của sân vận động tiếp tay. Vì thế, Liên đoàn bóng đá Ai Cập EFA sau trận đấu đã đệ đơn tố cáo lên FIFA về việc Senegal chơi xấu từ bên ngoài sân cỏ. Họ đưa ra tuyên bố từ trang chủ. Các cổ động viên Senegal đã khủng bố các cầu thủ Ai Cập bằng cách ném chai lọ, đá vào họ trong quá trình khởi động và tấn công xe bus của đội, dẫn đến vỡ kính và một số chấn thương. Ngoài ra, EFA cũng tố cáo một số cổ động viên Senegal có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Ai Cập, đặc biệt là Salah, nhưng kết quả chẳng có hình phạt tương xứng nào được FIFA đưa ra cho Liên đoàn bóng đá Senegal. Trong dư luận nổi lên nhiều ý kiến trái chiều, có người bức xúc thay cho tuyển Ai Cập vì hành động phi thể thao trên, nhưng cũng có người bày tỏ sự vui mừng và cho rằng Ai Cập bị loại là do quả báo. Đó không ai khác ngoài cựu thủ môn của Ghana, Fatou Daouda. Cựu thủ môn 36 tuổi, người đã có 26 lần ra sân cho những ngôi sao đen đã đăng một bức ảnh của anh trên Twitter về việc anh từng bị các cổ động viên Ai Cập chiếu tia laser vào mặt trong trận đấu tại vòng loại World Cup 2014 vào tháng 11 năm 2013. Kèm theo hình ảnh, Daouda viết: "Gửi các bạn Ai Cập, nghe nói các bạn đang phàn nàn về tia laser. Quả báo luôn tồn tại." Đáng chú ý, đội tuyển Ghana là một trong năm đại diện châu Phi giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 sau khi vượt qua tuyển Nigeria ở loại trận playoff. Ngoài Senegal, Ghana, ba đội tuyển còn lại là Cameroon, Tunisia và Maroc. Chính thực trạng trái chiều trên cho thấy sự phức tạp của bóng đá châu Phi, khi FIFA gần như bất lực trong công cuộc giải quyết triệt để các vấn nạn trong và ngoài sân cỏ. Thực tế, trận đấu giữa Senegal và Ai Cập cũng không phải là trận playoff tranh vé World Cup 2022 duy nhất của châu Phi xảy ra bê bối. Tại Abuja, các cổ động viên Nigeria đã xông vào sân sau thất bại ê chề trước Ghana. Đại bàng xanh đã bị loại vì lượt bàn thắng sân khách và đám đông tại sân vận động quốc gia Moshood Abiola trở nên cuồng nộ. Họ ném vào người hâm mộ cũng như các cầu thủ đội khách bằng bất cứ thứ gì có thể nắm trong tay. Sự chậm chạp của các nhân viên an ninh Nigeria đã khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm khó lường. Các cầu thủ Ghana đã phải rời sân, chạy vào đường hầm ngay lập tức để tránh cuộc bạo loạn nổ ra. Đáng nói hơn, sự nghiệp dư đó đã kéo dài từ CAN đến vòng loại World Cup suốt nhiều năm qua và nó không có vẻ gì là sẽ sớm chấm dứt. Vì vậy, bi kịch của Salah, Ai Cập và những ngôi sao khác chưa hẳn là thảm họa lớn với bóng đá châu Phi. Nếu các liên đoàn thành viên của họ tiếp tục cổ xúy cho các hành động của động viên quá khích như vậy, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Cứ như thế, bóng đá của lục địa đen vẫn sẽ mãi là điểm đen trên bản đồ túc cầu thế giới mà thôi.